Okay, now the first, cái phần này thì ta không có trong sách nhá, anh nhá. Now the next letter, the next letter, what letter is this? B. Good, and the next? Letter C. Letter D. A, B, C, D, D, right? What letter is this? D. Letter? A, B, C, D, E, E. Okay, and this one? S. F. 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 And? F. Good. G. G. Z. Z. This one? A. A. Letter A. Letter A. And this one? A, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, next. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, are you okay? Okay, now. Swallow the water. Are you okay now? Now tell me the first letter. Letter A. Letter B. Letter C. D. 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 F. 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 G. G. Eight. A. I. I. This. J. J. N. K. K. L. L. M. M. N. 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 Next. O. 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 The next. P. What letter is this? B. P. Q. B. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. Next. V. V. Okay. W. W. X. Yeah. Y. And the last one. Y. And Z. Y. Z. Z. Okay. Now, thank you. Now move to the next part. Now, in this part, I want you to review the word. Okay, I want you to say the word. The first word. The first you say pen. Pen. Good. And this one. Rubber. Rubber. Good. Rubber. Rubber. And this one. What is this? Pencil. 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 Good. And this one? Ruler. 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 Good. And the next? This one? Book. 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 Gotcha. Good job. Book. Thank you. One more time. You say? Now I ask, what is it? You say, it's a pen. It's a pen. What is this? It's a rubber. It's a rubber. It's a rubber. Good. And this one?
is a pencil. It's a pencil. And this one? It's a ruler. Ruler. It's a ruler. It's a ruler. Good. And a book. Good. It's a book. Good girl. It's a book. Thank you. Now move to the next part. Write. Write. Okay. Now, first we have the word. You now hang on. You say train. Train. Plane. Pen. Plane. Plane. Bowl. Bowl. Umbrella. Umbrella. And the next one? Umbrella. What is this? Cat. Cat. And the last one? Elephant. Elephant. Good. So now I want you to finish the sentence. I want to write the sentence, okay? Now, look. Yeah. What is this one? What is this? Tell me, what is this? Now, let's is train. Is train. Train, right? This one. Train. Now, you say it's a or an train. Bây giờ cô Hằng muốn bạn Khánh An sẽ chọn là chúng ta sẽ chọn là ờ hay là ẩn để điền vào đây ạ. A train là chúng ta thấy nó bắt đầu bằng một nguyên âm hay là phụ âm đây? Train start with letter T. Okay. Khánh An remember. An plus U E O AI. Okay. Khi ờ và ẩn cộng với danh từ nó đều chỉ một cái gì đấy đúng không ạ? Hôm trước cô Hằng dạy rồi đúng không? Tuy nhiên thì khi nào chúng ta sử dụng ẩn ạ? Khi mà danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm này, U E O AI. Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng ẩn. Còn lại chúng ta sử dụng ờ đúng không? Thế con thấy bây giờ từ train nó sẽ sử dụng với ờ hay ẩn ạ? Dạ. Ờ ạ. Ok, good job. Ờ, vì sao ạ? Bạn Khánh An có thể giải thích vì sao nó lại lại sử dụng với ờ nhỉ? Vì nó bắt đầu bằng chữ cái gì ạ? T, đúng không? Chữ cái. Nó bắt đầu bằng T đúng không các? Đúng không? T thì không thuộc các nguyên âm này, cho nên là chúng ta sử dụng ờ. Thank you so much. Ok, great job. Rồi. Now, the next, look, umbrella, the next word, umbrella. We use with a or an. Umbrella. It's a umbrella or it's an umbrella. Còn từ này thì sao ạ? Con sẽ sử dụng a hay an ạ? A. Ờ, có đúng không ạ An? Con xem là từ umbrella nó bắt đầu bằng chữ cái gì đây? U, đúng không? U ạ. Ờ đúng rồi. Thế, U, letter U. Thế thì letter U có thuộc vào những chữ cái đây này không con? Có thuộc vào những nguyên âm này không? Có. À thế có, thế chúng ta phải sử dụng gì? Có. Chúng ta phải sử dụng an. Right? An. It's an umbrella. It's an umbrella. Good. Umbrella. Umbrella. I want you to repeat the sentence. What's this? What's this? It's a train. It's a train. Good. The next. What's what's this? Chúng ta còn thiếu đúng không ạ? Điền thêm vào what's this? Câu trả lời ạ. It's an umbrella. It's an umbrella. Good job, thank you. Khánh An nhớ chưa? Nhớ những từ nào đi chúng ta sử dụng với ẩn chưa nhỉ? Con nhắc lại từ câu nào, khi nào thì chúng ta sử dụng ẩn nào? Danh từ nào thì ta sử dụng ẩn nào? Khi danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm nào đây? Nguyên âm U U
O A và A I. Right? Rồi. Thank you. Now move to the next part. Okay, now move to the next part. Lesson 3. First, we learn some new words. Okay? We learn some new words. Now, the first word, what is this? You say bag. 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 Good job. And this one, the next. Folder. Book. Folder. Folder. Okay, not. This is not a book. This isn't a book. This is a folder. We do the folder to keep the document or to keep paper. You say folder. Folder. Good. And this one. What is this? It's a door. Good. It's a door. Good girl. And this one. What is this? It's a. It's window. Good. It's a window. And this one. What is this? It's a bookcase. Bookcase. Good job. You say bookcase. Bookcase. Good. Now repeat one more time. The first you say bag. Bag. The next. Folder. Folder. And this one? Door. Good. And this? Window. And the last one? Bookcase. Bookcase. Okay. Bookcase. Oh. Bookcase. Thank you. Now move to the next part. Open the book. Okay, let's listen to a song. Yeah. Yes. Oh. Okay, later we'll listen to this song. Now move to the next part. Hang on, look at the screen and tell me. Now look at the screen and tell me what letter it is. Letter A. This is letter A. What is this? What is this? It's an apple. It's an apple. An apple. Good job. And this an one? Apple. What letter is this? This is letter? Letter B. Letter B. Okay. What is this? Is this a bird? You say bird. 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 Good job. Thank you. Letter C. Letter C. What is this? It's a cat. It's a cat. Good. You say cat. Cat. Good. And what letter is this? A, B, C, D. This is letter D. Okay. What is this? Đây. Nó có đèn không nào nữa đâu. Is a dog. Is a dog. Good job. You say dog. Dog. Good. Great job. Now, repeat the word one more time. Apple. Apple. And this one? Bird. Bird. Okay, and this one? Bird. Cat. 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 Dog. 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 Okay. Dog. 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 Thank you. Great job. Okay. Now move to the next part. Listen and chant. Now wait for me.
The Bluetooth device is ready to pair. Okay. Family and friends. Okay. Now wait for me, please. The Bluetooth device is connected successfully. Apple. Letter D. D. Dog. Listening 16. Now, let's listen and chant, okay? This is a chant. I want you to listen and chant. Listen and chant. Listen first. This is an apple. Ah, ah, apple. This is a bird. B, b, bird. This is a cat. C, c, cat. This is a dog. Okay, now Anne, can you chant? Can you chant? Now the first sentence. This is an apple. Ah. Eat apple. Ah. Ah. Apple. Apple. Next. This is okay. Bird. A bird. 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 Next one. This is a cat. This is a cat. Cat. Good. Last. The last sentence. This is. This is a dog. A dog. Dog. Good job. Thank you. So now I want you to listen. Listen to the sound and join the letters. Okay? Yeah. What has the dog got? Now look. We can see, you see, we have two lines. Okay? The first line and the second line. Now, we listen and join the letter. So the first, dog. D. Dog. Okay? The next? Dog. Ah. Right? The next, D. Next, B. 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 So now let's listen to the next. If you hear B, if you hear B, B, we joined or we match this letter with this letter. Or if you hear the word which has the sound D. Okay, the D. We match B with D. So now I want you to listen. Let's listen and join the letter. Let's listen. Listening 17. Listen to the sounds. Join the letters. Ah. Apple. The first. Ah. Apple. Ah. Right? Okay, now the next. Cat. Dog. What do you hear? Da. Dog. Da. Dog. Right? Now the next. Bird. What do you hear? Birds. Bird. Bird. Right? Bird.
And the next one. Bird. What do you hear? Bird. Good. Bird. So we match B with B, right? Now the next. Yes. Cat. What do you hear? Cat. Can you match? Thành An, let's match. Let's match. Match with letter C. If you use phone, you can match. Bạn Khánh An có dùng điện thoại không? Nếu Khánh An dùng điện thoại thì Khánh An có thể nối luôn. Khánh An nối luôn cho cô ạ. Không. Biết nối không? Dạ có ạ. Good job. Thank you. Okay, C, right? Okay, now move to the next. Listen. Dog. What do you hear? Cat. Ah, sorry, the name. Duh. Dog. Duh. Dog. So we match C with D, right? Duh. Dog. Okay, can you match? Let's match. Good job. Thank you. The next. Cat. Cat. Let's match. So we match with letter C. Thank you so much. Great job. Thank you. Now move to the next part. Good girl. So the dog has got a cat, right? You say the dog. The dog has got. The dog has got cat. A cat. Yes, cat. Thank you. Okay, now move to the next part. The next part. Yes. This is a text. Yes. What do you see in this picture? Look, what do you see? Who is this? This is a student, right? Her name is Emma. This is Emma. So she is talking about her school things. Okay. Now, Anne, tell me, what is this? What is this? Is a... Hiểu không? Hiểu cô nói không? Is this a book? Is this a book? Yes or no? No, 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 it isn't. Is this a pencil case? Yes. This is a pencil case. We use pencil case. This is pencil case. We use the pencil case to put the pens and the pencil, right? Okay, now tell me, what is this? It is a pencil case. Is this a pencil case? Pencil. Okay, good job. It's a pencil. No. It's a pencil. Good job. Hello, Phương Anh. Phương Anh, can you tell me, what is this? You say it's a bag. It's a bag. Good job. Thank you. Now move to the next. Khánh An, can you tell me what is this? What is this? Is this a rubber? Yeah. Rubber. You say rubber. This is a rubber. This is rubber. Good job. Now, tell me, what are they? Who know? What are they? Are they pens? Yes, they are pens. Okay. So now I want you to listen and read the text. Chúng ta thấy trong bức tranh này thì bạn Emma. Bạn ấy đang nói về những cái dụng cụ học tập của bạn ấy, được chưa ạ? Bây giờ cô Hằng muốn các bạn sẽ nghe và tập trung vào các câu mà bạn Emma nói nha.
Sau đấy thì con sẽ muốn các bạn nghe và nhắc lại ạ. Listening 18. Listen and read. My name is Emma. This is my school bag. My name's Emma. This is my school bag. Giờ chúng ta sẽ tập trung vào nghe nào các bạn nha. Now, next. This is my pencil case. It's green. And this is my pencil. This is my blue pen. And this is my pink pen. Look at this. It's a rubber. Can I see your bag? Good job. Now I want you to listen and repeat. Bây giờ cô mời các bạn sẽ nghe và nhắc lại nha. Okay, now the first. Câu đầu tiên ạ, cô mời bạn Khánh An ạ. So. Listening 18. Listen and repeat. And read. My name's Emma. Bạn An nào, bạn An sẽ bật mic lên và nhắc lại nào. Bạn sẽ đọc lại nào. Emma. My name's Emma. Good. The next. This is my school bag. This is my school bag. This is my school bag. Thank you. This is my school bag. The next sentence. Phương Anh, let's listen and repeat this sentence, please. This is my pencil case. It's green. Phương Anh. This is my pencil case. It's green. It's green. Okay, now the next sentence. Khánh An, please. Yes. And this is my pencil. This is my pen. Pencil. So can. And. Pencil. And. And this is my pencil. Right? And this is my pencil. This is a pencil. My pencil. My pencil. Now number four, Phương Anh. This is my blue pen. This is my pen. This is my blue pen. Oh. This is my blue pen. And this is my pink pen. And this is my pink pen. And this is my pink pen. Pink pen. Okay. Look at this. It's a rubber. Mời Khánh An ạ. Look this at this. Rubber. It's a rubber. This is with a rubber. Now one more time. Look at this. Look at this. Look at this. It's a rubber. It's a rubber. Good job. Thank you. Now the last sentence. Phương Anh. Can I see your bag? Can I see your bag? Can I see your bag? Okay. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại. Chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn này một lần nữa xem bạn ấy nói gì nhá. Nào câu đầu tiên ạ. My name's Emma. Là bạn ấy đang giới thiệu tên đúng không các bạn? My name's Emma. This is my school bag. This is my school bag. Right? She is talking about her school bag. Okay. This is my pencil case. Pencil case. It's green. It's green. It's green là nói về gì các bạn nhỉ? It's green nói về... Nói về gì ạ?
Có phải màu sắc không ạ? Dạ, it's có green. Wow, this is my pencil case. Đây là cái hộp bút của tớ. It's green. Nó có màu xanh lá cây đúng không ạ? Now number 3. And this is my pencil. À, câu này nói về cái pencil đúng không? This is my pencil. This is my blue pen. Where is the blue pen? This is blue pen. And this is my pink pen. Pink pen. Look at this. It's a rubber. Okay, rubber. Can I see your back? Đây là một câu hỏi. Đúng không ạ? Can I see your bag? Từ có thể xem cặp của bạn được không? Đúng không? Từ có thể xem cái túi của bạn được không ạ? Được chưa ạ? Đấy là bạn ấy đang nói về những cái đồ dụng cụ học tập ở trong cái ba lô của bạn ấy. Rồi. Và ở nhà thì còn muốn các bạn sẽ mở cái cặp của ba lô của mình ra nhá, xem là trong đấy có những cái dụng cụ học tập gì. Và các bạn sẽ sử dụng mẫu câu this is. Và sau đấy chúng ta sẽ nói về những cái dụng cụ này, những cái đồ dùng có ở trong cặp của con nhá. Và các bạn nhớ chưa ạ? Ở nhà các bạn sẽ luyện tập nói về những dụng cụ có ở trong cặp của mình ạ, ở trong ba lô đi học của mình, được chưa ạ? Chúng ta sử dụng mẫu câu như bạn Emma bạn ấy nói đây này. Nên con chưa có ba lô. À, con chưa có ba lô, con không cần, nếu không có, con chưa có ba lô, con mượn của chị được không? Con có thể mượn của chị à, chị Vân được không? Chị chẳng có ba lô. À, chị Vân không có ba lô à, chị Vân có túi đi học không con? Chị Vân có túi để đựng đồ đi học không? Là không có, cháu chỉ có cái túi. À, thế thì con lấy cái túi của con cũng được, túi nào cũng được. Con đựng các đồ dùng học tập này. À, thế thì con không cần lấy túi, con chỉ cần nói về những cái đồ dùng học tập, dụng cụ học tập mà con có thôi, đúng không? Okay, let's talk about pencil case, pencil, pen, rubber, book. Okay. Các bạn hãy nói về những dụng cụ mà các bạn có ạ. Sử dụng mẫu câu this is. Okay. Rồi, now move to the next part. Listen. Listening. Listen and take the correct picture. Okay. I want you to listen and take. Ở đây chúng ta phần tiếp theo là chúng ta sẽ nghe các bạn nhá. Chúng ta có 4 câu ạ. 1, 2, 3 and 4. Câu đầu tiên thì người ta đã làm mẫu cho mình rồi đúng không ạ? Người ta đã làm mẫu cho mình rồi, người ta tích vào cái ruler, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp là câu thứ hai, xem là các bạn nghe được cái gì thì các bạn tích vào đấy nha. So now I have some question for you. Now look. Khánh An, what's this? What's this? Is this a bookcase? You say bookcase. It's a bookcase. Good job. Thank you. Great job. Now, Phương Anh, the next picture. Tell me, what is this? Is this a pencil? Pencil? Sorry, it isn't. Is this a ruler? Yes, it is. It is a ruler. It is a ruler. Good job. The next one, Khánh An, what is this? Is this a rubber? Khánh An, turn on the micro and speak, please. You say, it's a rubber. Good. And the next one. Phương Anh, tell me what is this? Bạn Phương Anh tập trung vào nào. What is this? It's a pencil. Good job. It's a pencil. Great girl. Now, Khánh An, tell me, what is this? Mời bạn Khánh An bật mic lên và trả lời ạ. What is this? It's a book. Really? Sorry, it isn't. It's a folder. It's a folder. Good job. Now the next one, Phương Anh, tell me, what is this?
What is it? It is a pen. Yes, you say it's a pen. Okay, it's a pen. Now the next one, Khánh An, tell me what is this? Is this a rubber? Rubber. Rubber. It's a rubber. It's a rubber. Okay, and the last one, Tha, tell me what is this? It's a bag. Good. It's a bag. Good job. Okay, now I want you to listen and tick the pictures you hear. Okay, let's start. Listening 19. Listen and tick the correct picture. 1. What's this? It's a ruler. What do you hear? It's a ruler, right? So we tick ruler. Now number 2. Listen to the number 2, please. What do you hear? 2. What's this? It's a rubber. Who know? Bạn nào biết giơ tay ạ? Ok, con mời Phương Anh ạ. Cái chưa có rubber là chạy tay. Oh, you repeat. It's a rubber. It's a rubber. Phương Anh say it's a rubber. It's a rubber. Good job. Now number 3. Khánh An, let's listen and tell me what do you hear? Number 3. 3. What's this? It's a pen. Khánh An nào, Khánh An bật mic lên và trả lời cô nào. It's a folder or a pen. It is in a bag. It's a pen, right? You say it's a pen. Good. Number 4. 4. What's this? It's a bag. What do you hear? Who know, raise the hand please. Bạn nào nghe được ạ? Các bạn nghe từ gì ạ? It's a bag. It's a bag. Okay. Rồi. Bạn Khánh An và bạn Thỏ có nghe được không ạ? Dạ con nghe được ạ. Bạn nào Phương Anh có nghe được không ạ? Okay, so now, do you want to play a game? Yes. Yes or no? Do you want to play a game? Yes. Yes, I do. Of course, yes. Now, let's play a game. So today, I have a game for you. This game is Happy New Year. Okay. If you want to see 12 animals, you have to answer my question correctly, okay? Now, look at the screen. Look at this picture. What's this? What's this? A, it's a bag. B, it's an apple. C, it's a rubber. Or D, it's a pencil. This question is for Phương Anh. You choose A, B, or C, or D. Phần này chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ạ. Phương Anh sẽ chọn một câu trả lời đúng ạ. Con sẽ chọn một câu trong bốn câu trả lời. Con sẽ nhìn vào bức tranh nào. Look at the picture and choose a correct answer. What's this? Anh chờ có trả lời. Okay, now Phương Anh.
Phương Anh chọn câu trả lời A thì Phương Anh sẽ đọc to câu A lên luôn ạ. It's a bag. It's a bag. Good. Good girl, you have correct answer. Now move to the next. The next question is for Khánh An. Khánh An, what are you doing? I want you to focus. Now look at this picture and tell me what's this? What is? A. It's a doll. B. It's a doll. B. It's a book. A. C. It's a table. Or D. It's a pen. What are your answers? Khánh An, what are your answers? Okay, Khánh An say, it's a doll. A doll. Good. Good job, you have correct answer. Now the next question is for Phương Anh. Look at this picture and tell me, what's this? A, it's a bag. B, it's a folder. Khánh An, look at the screen please. C, it's a folder. Or D, it's a book. Phương Anh, tell me, what are your answer? Mời bạn Phương Anh trả lời cô ạ. Can on a day. Oh, it's a book. Sorry, it's incorrect. Okay, now look. It's not a book. It's a folder. Okay, so B is our correct answer. It's a folder. Phương Anh say folder. Folder. It's a folder. Okay, we're going to use the folder to put our paper or document in it. Okay, now the next question is for Anne. Anne, look at the screen and tell me, what's this? Look at this picture. A, it's a window. B, it's a pen. C, it's a pencil. Or D, it's a doll. Con chọn đáp án A ạ. Okay, now Khánh An say, can you read this sentence? It's a window. It's a window. Good job. Good for the answer. Now the next question is for Phương Anh. Now look at the picture and tell me what's this, Phương Anh. A, it's a bag. B, it's a window. C, it's a bookcase. Or D, it's a pen. What are your answers? Okay, now Phương Anh say, it's a... It's a book. Bookcase. Bookcase. Good job. Great job. This is a bookcase. Thank you. Now, the next question is for Khánh An. Look at this picture and tell me, what's this? A. It's a rubber. B. It's a ruler. C. It's a pencil. Or D. It's a pen. Dạ con chọn đáp án. Con chọn đáp án D ạ. Khánh An say it's a. An say it's a pen. It's a pen. Good job. Thank you. You're correct answer. Now the next is for Phương Anh. Now Phương Anh, look at this picture and tell me, what's this? A, it's a pencil. B, it's a bag. C, it's a book. D, it's a ruler. Can you say sentence A? Phương Anh, read sentence A. It's a book.
pencil. Good. It's a pencil. Good job. You have a pencil. Now the next is for Fanyan. Look at this. Look at the picture and tell me, what's this? A. It's a bag. B. It's a pen. C. It's a rubber. Or D. It's a book. Con sẽ đáp án D ạ. You say it's a. It's a book. Good. It's a book. Good girl. Hey. Good job. Now, the next. Bây giờ thì cô Hằng sẽ yêu cầu các bạn tự đọc và tự chọn nha. Cô Hằng sẽ không đọc nữa. Nào, Phương Anh. Read. Phương Anh. Cô Hằng mời Phương Anh đọc nào. Đọc và trả lời nào. Đầu tiên Phương Anh sẽ đọc câu hỏi nào. Phương Anh sẽ what's this? What's this? Okay. Chỗ nào Phương Anh không biết thì cô Hằng sẽ hướng dẫn nha. A. Phương Anh đọc câu này cho cô nào. It's a bookcase. Nó đang chơi. No. Là học đấy, cô bay về. Cô Hằng sẽ bày nhá Phương Anh nhá. Phương Anh là ngồi học nào. Ngồi học nghiêm túc nào. It's a bookcase. It's a bookcase. It's a bookcase. Now B. It's a ruler. It's a ruler. Câu C. It's a window. It's a window. Okay. D. It's a door. It's a door. Now, what are your answer? 1, 2, 3, 4. Okay, B, you say it's a ruler. It's a ruler. Good job. You have correct answer. Good girl. Now the next is for Khánh An. Look at the picture and tell me what's this. What is this? Now An. Ai. Ai. It's a folder. It's a folder. B. It's a It's a window. It's a window. C. Is a rubber. It's a rubber. D. D. Is a ruler. D. Is a door. What are your answer? One. Okay, you say it's a rubber. It's a rubber. Good job. You have correct answer. Good job. Now the next is for Phương Anh. Now look at this picture and tell me, what's this? What's this? Phương Anh, read this sentence. Hey. It's a bowl. It's a bowl. Now next. B. It's B. An it's bowl. A, it's a bowl. C. C. It's an apple. Good. And D. D. It's an a doll. A doll. It's a doll. What are your answer? 1, 2. Good. Three, B. Four, B. Okay, you say read this sentence. It's a bowl. It's a bowl. Sorry, bowl. Okay. Bowl. Danh từ bowl thì nó bắt đầu bằng chữ cái gì đấy các bạn? Bowl start with letter B. So we have you we have to use with a bowl, not an bowl. Okay? So our correct answer is
It's a bowl. Now Phương Anh say it's a bowl. It's a bowl. Not it and bowl, okay? Good. It's a bowl. Now the next question is for Khánh An. Khánh An, look at this picture and tell me what's this? What's this? Hey, can you read? It's a cow. Cow. Good. It's a cow. You say B. It's an elephant. It's a elephant. It's a elephant. Now C. It's an elephant. D. It's a bowl. What are your answers? One. Con chọn đáp án C ạ. Okay, now Khánh An say sentences, please. Say her sentences. It's an elephant. It's an elephant. Good, you have correct answer. Good. Now the next. Thank you everyone, that's enough for this game. Now move to the next part. Do you like this game? Do you like? Yes, right? Do you like this game? Yes, I do. I like this game too. Yes, I do. Okay, now move to the next part. Okay. Hey guys. Now the next part. Everyone look at the screen please. Wait a minute. Okay. Okay, so now okay, now everyone move to the next part. Writing preparation. Okay. Count the words in each sentence. Okay, count the words in each sentence and write the number of word. Okay. Now for example, the first sentence. Can you read the first sentence? Khánh An, can you read the first sentence? This is my bag. This is my bag. And now we will count how many words are there. Okay, 1, 2, 3, 4. So this sentence has 4 words. So we write number 4 here. Okay, I want you to read and count the words. Okay, the next sentence. Khánh An, can you read? Cô mời Khánh An ạ, cô mời Khánh An đọc câu ạ. Okay, this is my pen. Okay, how many words are there? Bạn Khánh An bật mic lên nào. Còn nhà Khánh An sẽ bật mic lên và đọc cho cô. Vâng ạ. This is my pen. This is my pen. So how many words are there? Let's count. 1, 2, 3, 4. So how many? 4. There are 4 words. Good. Okay. Number 2. Now, sentence 2. Thỏ. Can you read this sentence? Thỏ. Thỏ. Read this sentence. Look at this. How many words are there? Let's count. One, two, three. Three. So there are 3 words, right? Now, next. Number 3, Khánh An. Can you read the sentence? Yes. Thank you.
10. How many words are there? Let's count. 1 1 There are 2 words. Good job. Number 4. Phương Anh. Can you read the sentence? Close the door. The door. Close. Close. The. The. Door. No. How many words are there? 1. 1, 2, 3. Good, there are 3 words. The next sentence, Khánh An. Yes. Read the sentence, please. This is blue folder. This is a blue folder. Khánh An, do you remember the word blue? This is a color. Blue, okay? It is a color. This is a blue folder. Đây là một cái gì ạ? Một cái tập đựng tài liệu màu xanh ra trời, đúng không ạ? Được chưa ạ? Okay, this is a blue folder. Okay, how many words are there? I want you to count. How many words are there? 1 1 2 3 4 5 Good girl, 5, right? Five. There are 5 words. Good job. Okay, 5. Now, the next, Phương Anh. Can you read the last sentence? Open the window. Open the window. Window. How many words are there? 1 1 2 3 3 words. Good job. There are 3 words. Great job. Thank you. Good girl. Okay, so now everyone, I want you to review the words. Review the vocabulary one more time, okay? Now look at the screen and tell me. Now everyone, listen and repeat teacher, okay? Now everyone, the first you say, it's a bag. It's a bag. It's a bag. Now look at the word, b. A bag. G. Bag. G. Bag. Good. Bag. And the next word. Can you listen and repeat, teacher? You say folder. Folder. It's a folder. It's a folder. Good. And the next. What is this? It is that. Oh. It's a door. It's a door. Good. Door. Okay, now the next. Khánh An, I want you to listen and repeat, teacher, please. Now the next word. What is this, everyone? Everyone say window. 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 It's a window. Good. And the last one. What is this? You say? Yeah. Bookcase. Bookcase. Okay. Good job. Bookcase. À, bạn nào tự tin là các bạn đã nhớ hết các từ này rồi ạ? Cô Hằng mời các bạn đọc lại các từ nào. Bạn nào? Bạn đang xung phong đọc lại các từ nào. Bạn nào ạ? Okay, now Khánh An please. Cô mời bạn Khánh An sẽ đọc lại các từ nào. The first word you say. Back. Back. Con sẽ nhìn vào mặt chữ nha. Letter F hay the sound F. Old. Folder. Folder. And this one. D. Door. Door. And W.
Window. Window. Good. Bookcase. 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 Thank you so much. Now, so now Phương Anh, I want you to repeat the word. Còn bởi Phương Anh sẽ đọc lại các từ nào. Now the first word, you say bag. 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 Good. And this one? Phương Anh bật mic lên nào và chúng ta sẽ là và chúng ta đọc lại từ nào. Folder. Okay, good. Folder. Folder. And this one? Door. Yeah. And the next? Door. Window. Window. And this one? Bookcase. Bookcase. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ xem một chút nha. Chúng ta sẽ xem là những từ này thì chúng ta sẽ sử dụng ở hay là ẩn nhỉ? Mời bạn Khánh Nga nào. Chúng ta có từ đầu tiên bag. Thì chúng ta sử dụng với ở hay ẩn ạ? Ẩn thì nó sẽ đi với các nguyên âm. Bạn Khánh Nga nào cho cô biết nào. Bag thì nó sẽ đi với ở hay ẩn ạ? Dạ bag, chính xác. A bag, được chưa? Tiếp theo là cô mời bạn Phương Anh. A bag, chưa, nó đi với ở nha. A bag. Phương Anh nào, tiêu tiếp theo nó có từ folder. Thì từ folder này sẽ đi với ở hay ẩn ạ? Khi chúng ta muốn nói một cái túi, một cái tập đựng tài liệu thì chúng ta sẽ sử dụng ở hay ẩn ạ? A folder or unfolder. Đây chúng ta thấy nhá, folder bắt đầu bằng letter F, đúng không? Letter F thì nó có thuộc các letter này không? Wait, why? Có hả? Letter F cơ mà Phương ơi. Không thuộc ạ, cho nên chúng ta không sử dụng với ẩn. Ở đây những danh từ nào bắt đầu bằng các nguyên âm này thì chúng ta mới sử dụng ẩn nhá. Còn cái folder thì nó bắt đầu bằng F. F. Chúng ta không sử dụng ẩn mà chúng ta sử dụng ở, được chưa? A folder. Tiếp theo, từ tiếp theo mời mọi người đọc cho cô luôn nào. Door thì chúng ta sử dụng ở hay ẩn nhỉ? A door, đúng không các bạn? Door thì nó cũng bắt đầu bằng letter D, đúng không? Letter D có thuộc những cái nguyên âm này không? Không thuộc, đúng không? Cho nên là chúng ta dùng ở. Tiếp theo window. Mời Phương Anh. Ở hay ẩn ạ? Window thì nó bắt đầu bằng letter W. Nó có thuộc những cái letter này không hả con? Không à. À, cho nên chúng ta sử dụng gì? Con sử dụng ở hay ẩn ạ? Letter W. Ok, chính xác. Window. Ok. Và từ cuối cùng ạ. Bạn nào biết từ cuối cùng nào? Từ cuối cùng ta sử dụng với ở hay ẩn ạ? Bạn nào biết giơ tay mời bạn Khánh An ạ. Dạ ờ ạ. À con đọc luôn ạ. Bookcase. Bookcase. Good job. Thank you. So thank you everyone. That's enough for today. Hôm nay cô thấy hai bạn đều học rất là chăm chỉ. Tuy nhiên là chưa có bạn nào gửi bài tập cho cô cả. Okay. Rồi. So now I give you sticker. Cô Hằng cho các bạn sticker nha. Mẹ ơi. Mẹ, cô giáo vào gửi bài em cô. Các bạn hoàn thành bài tập xong là phải gửi lại cho cô Hằng nha. Đây, hôm nay cô thấy hai bạn đều học rất là chăm chỉ. Tuy nhiên là cô Hằng chưa thấy có gửi bài tập cho cô Hằng. Cho nên là cô Hằng chỉ cho mỗi bạn nửa sao thôi nhé. Các bạn nghe cô Hằng dặn chưa? Trở về nhà thì các bạn sẽ ôn tập lại những từ mới về dụng cụ học tập nhé. Và chúng ta sẽ luyện nói về những cái... Ôi, cô, mẹ con nói với cô cái này. Cô ơi, cái bài tập của An ấy là chị Na ngày trước chị làm hết rồi.
Vâng. Thế thì để em đặt thêm một bộ giáo trình khác rồi chị lấy cho An nhá. Tức là lấy thế thì lấy bộ bộ giáo Ok. trình mới cho bạn ấy làm ạ. Không, chỉ cần sách tiếng Việt, sách bài tập cho cô ạ. Vì là cái giáo trình này không bán lẻ gì ạ. Giáo trình À này vậy không à. bán lẻ ạ. Cái này chỉ có nguyên bộ thôi ạ. Không, nhưng mà Na mới làm có mấy trang đầu thôi, còn đằng sau đã làm đâu. Vâng, thì chị xem giúp em nếu mà đang còn nhiều thì để An làm. Còn nếu mà những phần nào mà chị Na đã làm rồi thì An cứ làm ra vở cũng được ạ. An nhìn vào đề xong An làm ra Cảm vở ơn cũng cô được. nha. Dạ. Rồi, tối nay 8 giờ Na lại học đúng không? Vâng ạ. Rồi các Rồi, bạn cảm về ơn cô nhớ luyện tập lại và luyện nha. nói về những dụng cụ học tập nhá. Các bạn đã nhớ câu hàng dặn chưa ạ? Yeah. Các bạn nhớ cái câu hàng dặn bài tập về nhà là gì chưa ạ? Đã rồi ạ. À, thế thì bài tập về nhà là gì ạ? À, bạn An, câu hàng hỏi bạn An nào. Nói về cái gì nhỉ? Nói về học về cái gì nhỉ? Nói về Cụ học tập. dụng cụ học tập ạ. Con sẽ nói về dụng cụ học tập bằng tiếng Anh nhá. Thì đầu tiên con cũng sẽ giới thiệu À. tên của mình đúng không ạ? Giới thiệu tên và sau đấy con sẽ giới thiệu từng đồ dùng của con nhá. Con luyện nói và con sẽ quay video lại gửi cho cô nhá. Nói chung là cô Hằng biết là bài tập ở nhà các bạn cũng rất là nhiều. Nếu mà các bạn không có thời gian để làm bài tập ấy thì các bạn cứ ôn lại phần nội dung cô Hằng dạy này, ôn lại bài cũ này và luyện luyện nói nhá. Lúc nào mà cô Hằng yêu cầu quay video các bạn luyện nói và quay video cho cô là được nhá. Ba Bye. chào. See you.